cái đồng tiền của bạn dùng ấy chính là cái cú vốt mạnh mẽ nhất để thay đổi bất kỳ cái sản phẩm nào, bất kỳ cái thị trường nào. Nếu bạn muốn những cái supermarket ở gần nơi bạn sống ấy bán cho bạn những cái sản phẩm organic, bán cho bạn những cái sản phẩm có nguồn gốc, bán cho bạn những cái sản phẩm tốt hơn và lành mạnh hơn ấy, bạn sẽ cần phải dùng những cái đồng tiền của bạn để vote với những cái sản phẩm bạn mua. Khi mà một cái người cứ thấy là cái gói mì ăn liền ở cái khu vực này bán rất là chạy, tự nhiên là 99% là ai thông minh là business cũng sẽ nhập gói mì ăn liền về để bán thêm, bởi vì họ nghĩ là bạn cần. Khi mà bạn dừng ăn mì ăn liền, bạn bắt đầu chuyển sang mua những gói miến hoặc gói mì nó thực sự là có chất lượng, có nguồn gốc, đảm bảo về organic, đúng không? Đúng, những cái chỉ tiêu cao cấp hơn, cho dù là cái giá nó đắt hơn. Nhưng mà chỉ khi bạn dùng chính cái đồng tiền đấy để tạo ra những cái cú vốt, thì khi đó cái thị trường này nó mới có thể thay đổi được. Còn nếu không ấy, thì chúng ta vẫn sẽ hàng ngày lên trên Facebook và vô tình hoặc là hữu ý sẽ lướt qua những cái quảng cáo như vậy. Vậy thì bạn tự cho bản thân bạn là gì? Nó đánh vào cái điều gì của bạn? Và bạn có cảm thấy bản thân mình là chú lừa để cho họ dẫn đi? Hay là bạn mong muốn bản thân mình sẽ trở thành một người phụ nữ thông thái? Bởi vì mình biết chắc là một người phụ nữ thông thái sẽ dùng chính cái đồng tiền của họ ấy, vote vào những cái sản phẩm, vote vào những cái cách marketing, vote vào những cái tiêu đề mà nó thực sự mang lại cái giá trị cho chính họ. Và từ rất là lâu rồi Mai đã chuyển hướng làm business của Mai. Khi mà mình bắt đầu làm business này, mình được học những cái cách marketing truyền thống như vậy, mình cũng áp dụng chứ. Và rồi mình cảm thấy nó rất là sai. Nó làm cho mình cảm thấy là ồ, vậy thì khi mà mình cố gắng chứng minh cái giá trị này, khi mình cố gắng lôi những cái câu chuyện nhẫn này, nhẫn kia, thực sự trong cái cộng đồng của Mai không biết bao nhiêu lần mình mở những cái khóa học, bao nhiêu người trong đấy ăn mừng họ được cầu hôn, họ có đám cưới, không biết bao nhiêu khách hàng nhắn tin riêng. Mình rất lười hoặc là rất ít khi mình show cái đấy lên. Rồi mình đã nhận ra từ lâu rồi là những người mình muốn hướng tới và giúp đỡ ấy, họ phải là những người phụ nữ thông thái. Họ phải biết đích xác là họ cần cái gì, và họ biết được cái giá trị của họ ở đâu. Và mình muốn đưa cái điều này ra đây để cho bạn nhìn ra được là bạn vẫn luôn là một con lừa bị ai đó dẫn đi, hay thực sự bạn đã là một người phụ nữ thông thái. Từ ngày chia sẻ thông tin hữu ích này tới người bạn gái hoặc là người chị em nào đấy đang cần biết những điều này, và đừng quên tag TikTok MyBookCoach nhé.